Okay, chào các bác. Hiện tại là mùa bóng sôi động quá các bác ạ. Đây, ngay cạnh em là mẫu xe mới về. Lexus RX350 sản xuất 22, màu trắng nội thất kem rất là đẹp nhá. Đây. Xe này thì còn rất là mới, audio cực ít thôi. Bỏ qua phần audio đi, chúng ta có một phần thiết kế cực kỳ nổi trội của nhà Lexus rồi. Vì là 22 cho là mặt ca lăng nó vẫn còn cũ. Đây, cái phần tản nhiệt nó sẽ bé hơn các phần hiện đại như bây giờ. Đấy, rất là nhỏ đây. Hệ thống đèn thì vẫn là hệ thống đèn bi LED này. Hệ thống đèn gầm cũng là bi này. Đó. Ta vẫn sẽ có là rửa kính áp lực cao hai bên. Khá là hoài cổ cho một chiếc 22 như thế này. Về thiết kế thì cản trước thì em không mừng lắm, nhưng mà về hệ thống treo hay là bất kỳ hệ thống nào đấy thì nó vẫn hoạt động cực kỳ ok luôn. Mâm lốp ở đây chúng ta sẽ có mâm lốp là 19 inch nha các bác nhá. 5 chấu hoa văn cực kỳ đẹp. Với bộ mâm lốp này chúng ta đi trải nghiệm mọi cung đường cực kỳ êm ái luôn. Gương ở đây chúng ta sẽ thiếu mất đi cái gì nhỉ? Cái báo điểm mù, điểm chiều một chút. Nhưng mà bù lại vẫn có điểm chỉnh điện này, Z trên gương này, khá là ok. Nội thất rất là mới luôn. Đến phần đuôi xe đi. Phần đuôi xe phải nói là 12 năm rồi. Hệ thống đuôi xe phải nói vẫn còn rất là đẹp, rất là nét. Thiết kế cực kỳ đặc trưng luôn của Lexus này. Đèn chạy kéo dài, trang bị thêm có rất nhiều cảm biến quanh xe ở đây. Biển Hà Nội rất đẹp này các bác nhá. Mở cốp ra. Đây, có thể thấy là phần cốp này vẫn còn rất là mới. Cao, đấy. Khá là ok, em tặng luôn cho các bác cái phần thảm như thế này. Lexus luôn nha các bác nhá. Dưới đây thì xem nào, xem qua có một chút đồ của Lexus này, vẫn còn nguyên hãng này. Lưới. Súp thì chúng ta có thế này. Khoang cốp rất là rộng rãi, nỉ luôn. Hai ngăn. Quá là ok. Bước vào khoang nội thất đi. Bước vào nội thất thì phải nói là quá đẳng cấp. Đầu tiên là về phần độ mới đi. Độ mới nhá, các bác, em cam kết cho các bác là da ghế vẫn còn cực kỳ zin luôn. Chúng ta vẫn sẽ còn một số các nếp nhăn nhưng mà không đáng kể. Chủ phải đi gọi là quá dữ, 12 năm mà da ghế kem như thế này. Không phải gọi là một chút nào là tàn dư nào cả. Không hỏng được. Đấy. Càng đi càng đẹp. Hệ thống làm mát ghế, sửa sấy ghế không ảnh hưởng gì hết. Còn phần trên này, bỏ qua phần mới, chúng ta sẽ đến với phần hiện đại đi. Phần công năng của nó, màn DVD trong vắt luôn. Đây em đã bật sẵn DVD này. Các bạn có thể thấy không bố vàng, không có một chút vết tích nào cả của thời gian cả. Đó, loa trang bị Marlivision nhá. Hệ thống giải trí quá là đẳng cấp. Nghe thì rất là sướng. Vận tiến các bác luôn. Đấy, đây em đã bật DVD các bác nhá. Đĩa ở đây. Biểu tượng Lexus này. Phần hệ thống phát chuột này thì phải nói là đặc trưng của Lexus rồi, không thể bỏ qua được nữa rồi. Đấy. Phần cần số các bác có thể thấy là có một đôi chút lạ nhá. Bình thường nó sẽ ở dưới này, nhưng mà ở đây nó sẽ theo chiều hướng bổ dọc ở trên này nhá các bác nhá. Rất dễ nhìn. Từ P đến D luôn. Đây, vào số. Giống như là Toyota Venza hay một số dòng Toyota khác nó đều ở dọc như thế này. Đèn nổ đã có start stop này. Chỉnh điện này. Ghế cũng chỉnh điện luôn. Phải nói là quá nhiều có option trên một chiếc xe 12 năm tuổi. Ta sẽ có 3 vị trí nhớ ghế. Đấy, ra nhiều có option. À, điểm trừ. Có một điểm trừ ở đây. Đó là cái phần phanh tay. Ta sẽ là đẹp đặt kéo chân các bác nhá. Đây như thế này. Đấy một điểm trừ. Quá nhiều hệ thống điện nhưng mà lại chạy mất bằng cái phần đó là phải trừ rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có không có hốp lạnh. Đó là một ngăn để đồ này. Tháo được rời này. USB AUX dưới này. Có thêm một tổ sạc nữa. Căn này thì khá là rộng. Dung tích chắc khoảng cỡ 5 lít các bạn. Trên đầu chúng ta đây nào. Đây là nỉ. Và sẽ có là cửa sổ trời tương đối lớn. Đấy, đèn này. Hệ thống đèn quá mượt luôn, các bạn nhìn đi. Không một vết đục nào vấn đề thời gian luôn. Quá nét. Phải nói là đây là một chiếc xe vẫn còn rất là mới. Mặc dù nó lăn bánh ở đây là hiển thị là 56 vạn mai. Đâu đó là khoảng 8 vạn km đấy. Nhưng mà thực sự là rất là mới. Lỗi lầm thì không có gì cả. Ngoài cái vấn đề hết xăng nó hiện trên này rồi. Đó. Ta sẽ đến với phần khoang ghế sau nhá. Ok, vào khoang ghế sau. Là một SUV hạng sang của nhà Lexus. RX350 mang lại cho chúng ta một khoang ghế sau phải nói là nó tương đối thôi, cũng không có quá nhiều option. Bù lại thì chúng ta được trang bị thêm hai cái màn DVD như thế này. Rất là sắc nét, đây em đang không bật.
ở phần bệ tì tay thì chúng ta cũng là một phần gọi là đặc trưng đấy, đặc trưng đấy, tại vì nó sẽ là mở ngược nha các bác nhá. Đây em còn để đồ cho mày luôn, mở đây nó sẽ mở ngược như thế này, và nó thật sự là không phải là hình chữ nhật nữa mà là hình hơi bầu một chút, các góc cạnh được bo tròn này đấy. Phải nói là da còn rất là mới, các bác nhìn phần da này, tất cả phần da luôn, chưa vào lại một tí nào cả. Các bác không tin thì có thể qua đây xem ngay, ngay số 5 Nguyễn Văn Linh. Phần nước da này nó không có một vết nào cả, gọi là vấn đề thời gian. Còn về trải nghiệm thì khoang ghế ngồi phải nói là đánh giá là tương đối rộng rãi, bởi vì đây là một SUV. Đèn ra đèn sau sẽ là đèn LED trắng, và đèn chờ thì chúng ta sẽ là đèn vàng nha các bác nhá. Quá là rộng, móc trao đồ này. Còn đến với phần giá, mức giá thì phải cực kỳ ưu đãi cho các bác. Xe đang mùa bóng, em sẽ bật mí cho các bác ngay bây giờ. Đó là một số thông tin cơ bản của chiếc Lexus RX 350 sản xuất 2012. Xe thì màu trắng nội thất kem, và nó là rất là mới. Sơn thì zin 100% luôn. Nội thất thì cũng zin 100%, nhưng mà nó sẽ có một chút gọi là hơi nếp nhăn đấy các bác nhá. Vấn đề thời gian thì là không quan trọng, độ mới, độ chất của xe vẫn còn nguyên như vậy. Và mức giá các bác phải bỏ ra để sở hữu em nó, đó là 1 tỷ 250 triệu. Và sở hữu cho mình một chiếc Lexus RX 350 quá đẳng cấp. Và cuối cùng thì các bác quan tâm có thể qua ngay địa chỉ Auto Gia Huy, số 5 Nguyễn Văn Linh, Nha Trang, Hà Nội để quan tâm xem xe, trải nghiệm xe. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.